Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website mẫubảnvẽ.vn. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu từ đường của gia chủ Lê Văn Bính có địa chỉ tại Nông Cống, Thanh Hóa. Công trình có tổng diện tích 74m², thiết kế 3 gian. Thiết kế xây dựng nhà thờ họ được cho là một trong những nét linh thiêng giữ vai trò chủ chốt trong nếp nhà và gia tộc Việt. Nhà thờ hay còn gọi là từ đường là công trình kiến trúc được xây dựng để dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên, dòng họ hay từng chi họ. Vì thế nhà thờ họ có ý nghĩa về mặt văn hóa tinh thần rất lớn. Nó vừa là nơi tiến hành nghi lễ truyền thống, vừa là nơi con cháu về tụ họp đông đủ, thắp hương, tưởng nhớ những người đã khuất. Bên dưới đây là mẫu thiết kế mẫu từ đường đẹp mắt, mang ý nghĩa tâm linh, sâu sắc, có chi phí vô cùng hợp lý mà chúng tôi đã chọn lọc ra để giới thiệu tới quý vị. Nhìn trực diện chúng ta có thể thấy mặt tiền của khu từ đường khá là rộng, được chia thành 3 gian, bao quanh là khu vực sân thoáng đãng. Từ sân lên đến nền công trình, kiến trúc sư đã bố trí bậc tam cấp ốp đá granite giúp từ đường luôn sạch sẽ, thoáng mát, tránh được ẩm mốc và có phần bề thế hơn. Hệ cột được thiết kế vô cùng đẹp mắt với khối tròn nhẵn, được làm từ chất liệu bê tông giả gỗ nâu trầm, tăng thêm nét cổ kính cho công trình. Thân cột rắn chắc, bụng cột to hơn có tác dụng chống đỡ, chịu lực tốt. Cửa đi có cùng tông màu với hệ cột, được làm từ cửa gỗ bức bàn xoay, được trang trí đơn giản nhưng vẫn rất ấm áp và gần gũi. Hai bên được bố trí hai cột đồng trụ như hai người lính gác cổng, mang ý nghĩa bảo vệ, che chắn, xua đuổi tà khí xấu xâm nhập vào nhà thờ của dòng họ. Phần cột được cấu tạo đầy đủ 3 phần chân đế, thân và đầu cột. Mỗi phần đều được trang trí bằng những họa tiết riêng biệt dưới bàn tay khéo léo của những người thợ mỹ nghệ lành nghề và được sơn giả đá đẹp mắt. Hệ mái được sử dụng màu ngói đỏ tươi, theo màu sắc cổ truyền, đẹp mắt. Hai đầu là hai con kìm nóc và ở chính giữa là trúc văn ghi tên nhà thờ họ. Mẫu từ đường được thiết kế theo chuẩn phong thủy và thể hiện đúng sự thiêng liêng ấm cúng. Quy mô thiết kế 3 gian hình chữ nhất, có diện tích 74m², tách biệt với công trình nhà ở, mặt chính hướng ra đường cái rộng, cảnh quan thoáng đãng, tường rào bao quanh. Về nội thất bên trong được bố trí rất trang nghiêm, án gian thờ, bức hoàng phi, vách thờ đều được sơn son thép vàng óng đẹp mắt. Khu vực chính giữa để bàn thờ cùng các đồ vật thờ cúng, bài vị tổ, bàn thờ, đôi lục bình để gia chủ thuận tiện trong việc hành lễ. Tất cả đều được nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của kiến trúc sư, do vậy khi thi công xong tất cả đều được chuẩn chỉnh sắc nét. Với những ưu điểm về thẩm mỹ bên trên thì chắc hẳn là ai cũng muốn sở hữu ngay cho mình một bản vẽ từ đường như vậy. Hãy nhấc máy lên và đặt hàng ngay tại mẫubảnvẽ.vn theo hotline 0989222620 hoặc liên hệ qua email mẫubảnvẽ.vn@gmail.com để sở hữu ngay sản phẩm thiết kế này hoặc được thiết kế mới theo đúng như nhu cầu, sở thích, nguyện vọng của mình.